À, đây Mạnh Hùng nhá, mình nhận con khiếu này. Tình trạng con này, này. Con này như thế này thì làm sao mà nó hót được? Thứ nhất là cái mỏ con này là con mỏ, con chim này mắt đã đỏ rồi này, là con chim có tuổi rồi. Thứ hai là đây này, cái mồm nó hỏng hết ở trong này. Đây. Mồm nó mọc mụn hỏng hết ở trong như thế này thì làm sao mà nó hót được. Con này là con mắt đỏ rồi, nó có tuổi rồi. Đây là con chim mắt đỏ là có tuổi nhá. Con này không phải là con bánh tẻ đâu. Con chim này chân đã bắt đầu khô rồi này. Con như thế này thì mình về không có nuôi cái con như thế này. Yeah.